sợ cho nó gắt, chê sợ cho nó gắt, bó cụ cho nó gắt, sống sợ cho nó gắt, giơ tay cho nó gắt, lạ lên cho nó gắt, lao đi cho nó gắt, sống sợ cho nó gắt. Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay lại kênh. Này ta sẽ hướng dẫn anh em chơi sự kiện chiêu chí lễ hội. Trong chiêu chí lễ hội thì lại có 3 cái cách chơi khác nhau. Đấy, thế là hay. Này, chúng ta sẽ bắt đầu với cái đầu tiên nào. Đầu tiên là vậy là vũ điệu pháp cao thì tôi có chơi qua rồi, để biết sơ sơ thì nó để chơi sao đó. Thì nó cũng dạng là bắn mấy bóng bay thôi, bắn bóng này thì được điểm, bắn bóng này được nhiều điểm hơn nhưng mà lại khó bắn. Bắn bóng này thì nổ lan ra, còn bắn bóng này thì lại bị trừ điểm. Ok, số điểm chúng ta cần đạt là 2006 nha, 2006 rồi, không liên thai liên thiên nữa. Quốc ơi, ở đây tôi sử dụng anh nhờ Amber nhé, tại cầm anh vô thì nó hơi ăn vàng quá. Amber thì tất nhiên ai chắc có, trời ơi đúng không? Này không được bắn bóng bị trừ điểm nha. Amber thì nó ở cung mình một thì bắn hai khác cái tiền mà tinh tí cũng được, tinh tí cũng lợi hơn là bắn bắn ba phát hay tầm ngang thì hơn nhiều. Bắn này dễ lắm, không khó như cái vườn hoa mà khó cái lượng. Thì đó thì gây khó thiệt. Này thì thà tao bắn cũng như Bắn nè. Đấy, dính ngay. Giời, nổ nè. 2006 mấy ông nên sạp tên cho nha. Ở Việt Phúc 2006 trong khi cái bọn này mấy lực thể ngày sau sẽ tăng điểm lên nhé. Không phải như ngày đầu mình dễ được. Ngày đầu chỉ như test mấy ông thôi. Rồi trải nghiệm chẳng hiểu rồi. Giống như hệt cái đợt event mà người ta tài thơ giao hưởng á. Ngày đầu dễ, ngày sau khó phải liền. Đây ba cái lục phòng thủ cơ này. Ngoài ra cho anh em có thể vào đây đi solo với bạn nha, coi này được nhiều điểm hơn, người thích điểm hơn đó bị ký đầu. Này qua sự kiện kế tiếp nè. Rồi chúng ta sẽ đến khu vực 2 nhé. Muôn hoa trong gió là mấy ông bay từ trên xuống. Đấy, đậm bóng à, rồi có điểm các kiểu đồ à, giống kiểu trời sự kỳ hiệu chiến bay á. Chiến bay thì nó vui hơn nhiều, còn cái này tạm hơi khó. Cũng vậy không được đâu, cái này chơi hơi khó thiệt á, nhất là cái dòng hoa cuối cùng. Dòng hoa cuối cùng là cái dòng hoa cho nhiều điểm nhất. Nếu mong mà kiểu như mong lượng không đủ thì nên lượng chắc lấy được cái dòng hoa điểm cuối cùng. Bên đây chơi dễ kiểu quá.
Thì cái nào cao hơn rồi lắm nha. Đi cái kia cao hơn rồi. Mắt tôi hơi lú nha. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Yay. I won't let you down. Cứ bay từ từ thôi. Này thì nó đơn giản lắm. Thời gian nhiều. Cái này thời gian quá, hơi cho nhiều. Cái mấy ngày cuối sẽ bị giảm rồi. Yên cho tao nhảy vô nha. Ba ngàn 375 điểm. Đấy. Đấy. Điểm cao nhất chúng ta là bao nhiêu? 3.000 điểm thôi. Đấy mà tôi đã chơi được 3.375 điểm. Giờ cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Rồi qua cái cách chơi kế tiếp nào. Tới phần chơi rồi. Bài thơ của gió. Ủa gì bài ca của gió. Tập đánh piano các kiểu nào. Đây thì chỉ có 3 cấp độ nha. Hiện cấp độ càng cao thì nó càng khó. Và mấy ông phải chơi đúng số điểm thì mới mở cấp độ kế tiếp. Đó. Đạt đúng số điểm rồi nha. Không có nhận được quà nữa. Đây chúng ta sẽ bắt đầu chế độ thường nè. Chế độ thường thì đơn giản thôi. Đó nào. Giờ cái vòng màu cam á, giờ bay vô trong màu đen giống vậy nè. Thôi mà bấm, mấy ông bấm cái nút thì mong sẽ được điểm. Này thì tôi không nói được. Làm nhiều việc quá thì não nó suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ nhiều thì lại bấm không được. Đấy. Thành ra chơi mấy này ông mấy ông phải thoải mái lên. Đừng để não suy nghĩ quá nhiều việc. Ghi hàng điểm nha. Cái khó của này là hiện ghi nó xuất hiện hai cái chung một chỗ thì hơi khó nhìn. Ấy, đây tôi bấm lộn rồi. Không sao, cũng đợi đặt tác luôn ghi điểm rồi. Nói chung là chơi đặt đạt rồi yêu cầu đúng không? Đừng có chơi kiểu perfect quá, đừng làm mệt não mình. Cái tên nào? Độ khó cao. Này. Tôi đã thử coi tôi có thể phá được kỷ lục tôi không. Độ khó cao thì nó hơi nhanh chút thôi. Cái này thì mấy ông chơi lại cũng có thể thuộc bài nhé. Tại vì nó không đổi nhạc đâu. Trừ phi mấy ông đổi cái độ khó thôi. Nói chung đạt đủ điểm thì ok. Thường bình thường. Cái này nhầm nhò gì. It's phá kỷ lục tôi rồi. Ta ta.
Phải kỷ lục, phải kỷ lục. Đây, bắt đầu với độ khó cao nhất nè. Đấy, bậc thầy. A master. Cái này thì nó khó thiệt nha, không đùa đâu. Ngày chân tôi phá được kỷ lục tôi. Wow. Chụp cái này còn 1800 mà được rồi. Nhưng mà sao chắc khó hơn nhiều. Hay. Đi đến đây thôi. Cảm ơn em, anh em đã theo dõi. Đừng để lại một nút đăng ký và nút like ở cuối video. Thắc mắc cái gì thì cứ comment phía dưới nhé. Bye. You better be crazy, dog. Man, I'm getting loaded so bad. I'm like...